Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền được theo chân đội ngũ thanh tra về trực tiếp kiểm tra giám sát cho công trình. Và bên cạnh tôi lúc này thì đó chính là anh Trần Sùng, trưởng phòng thanh tra, và cũng như là anh Hồ Hoàng bên phòng thanh tra. Hai anh thì sẽ cùng với tôi về trực tiếp gia đình của nhà khách hàng để kiểm tra. Vậy thì cho em hỏi một chút, thì không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về của nhà vị khách hàng nào vậy ạ? Hôm nay chúng ta sẽ về nghiệm thu cái sắc móng của một công trình nhà máy nhà 2 tầng được xây dựng tại thành phố Thường Tín, Hà Nội. Trong quá trình ngày hôm nay đang có anh Tùng là giám sát của chúng ta trực tiếp dưới công trường đang thực hiện các công tác đảm bảo về vấn đề cốt pha cuối cùng để chuyển sang cái giai đoạn đổ bê tông. Thì bây giờ mời Ngọc Huyền cùng với anh Trương Dung, quý vị các bạn chúng ta vào công trình. Mặt bằng dầm thiếu này. Bây giờ dầm nó đi là 500 nhân 300 đây đóng được có 24, cứ cho là căng kịch cỡ đi không đổ áp lên làm sao được 300. Để anh cho ra không nhận, sửa lại. Tất cả bây giờ sửa hết lại toàn bộ dầm rồi. Thì nó chỉ lên được tối đa 300. Okay. Lên làm sao được? Đây, nhìn trực tiếp này. Tối đa lên 300 đấy. Được có 24 này. Lên được 26 rồi cùng. Đúng rồi. Là thợ đang đóng cho 200, đóng cho 250 chứ không phải đóng cho 300. Đây. Đây. Chỉ có dỡ ra mà đóng lại chứ. Dỡ mặt này thôi. Anh cho mấy người ra đi nhá. Dỡ thế nào thì dỡ vẫn phải đóng để đủ độ phủ hai bên. Nhìn này độ chát luôn này. Mà là còn... Thứ nhất là cái chỗ nào ấy thì mình đóng lại. Đóng lại hết chứ. Toàn bộ cái này đóng lại hết. Được mấy. Thôi không, cứ sửa đàng hoàng rồi. Không thì hoãn đến chiều đổ. Không chiều đổ gì đâu. Giờ buộc hai cục kê vào là đủ, rồi đẩy ra là đủ. À, cục kê bê tông á. Mà chỗ anh đem lên trước cái cục kê này này, cho anh em nó kẹp vào hai bên là đủ. Ừ, đúng không? Anh cho anh em tháo hết là mấy cái này, mặt trên dòng này chỉnh lại cho em khoảng 28. Không, phi thế nào được anh? Không thấy được. Anh nở làm sao được, anh đóng gong ở đây làm sao mà sao ra được 300? Ra được 300. Rồi. 300 mà nó có 24. Thôi. Anh được 27. 27 anh bỏ nó trương ra 300 thì em còn nghe được. Rồi, rồi cho anh em nó, để cho mình cho anh em. Anh đang đóng cốt pha 25 còn thì... Còn ta thêm 2-3 người để ra cho xong. Rồi đổ bây giờ. Không kịp đâu. Sửa nốt cái này cũng đổ được rồi anh ạ. Thép thì đi đúng thiết kế rồi nhưng mà có mỗi cốt pha mặt trên anh đóng okay, sai anh rồi. Anh chỉnh lại rồi sau anh đổ, không thì không kịp thì thôi em nhé.
chỉnh xong thì mới đổ chứ. Ok, ok. Hiện tại đây là đang có mặt ở tại công trình của chú Thành, có địa chỉ ở tại Hà Nội. Thì hôm nay phòng thanh tra cùng với cả phòng truyền thông về đây để làm cái nhiệm vụ quay video lại để cho quý vị các bạn cùng xem và tham khảo về các hệ móng của bên Bắc Hôm thi công. Trước mắt đây là một cái hệ móng băng. Thì do bên Bắc Hôm thiết kế với cả kết cấu là dầm 300x500, với chiều cao là 500, mặt dầm là 500. Thì hiện tại sau khi quá trình xuống kiểm tra thì ngay khi bước vào công trình đã thấy có những cái là chưa đúng với thiết kế. Dẫu sơ thiết kế ra kiểm tra thì hiện tại là cái bề mặt dầm thì bây giờ các bác thợ đang đóng thì chỉ đạt được có 240, có chỗ được 230 thôi. Như vậy là còn thiếu rất là nhiều so với trong thiết kế. Thì bây giờ đang cho cùng với cả anh Tùng kỹ thuật ở dưới công trình đây thì yêu cầu các bác thợ là xử lý lại toàn bộ cái hệ thống dầm này cho đạt cái độ phủ của nó. Công trình thì nhà máy Nhật 2 tầng ở trên một cái nền đất ổn định, thì là đối với cái hệ móng băng như thế này thì là chúng ta đã có thể là đáp ứng được cái nhu cầu về tải trọng của ngôi nhà rồi. Tình hình này thì có khi là bên phòng thanh tra sẽ phải yêu cầu chỗ anh Tùng kỹ thuật là lùi cái giờ đổ bê tông lại, chứ nếu không như thế này thì các anh không thể kịp đổ bê tông luôn được theo đúng giờ đâu. Thế xưa lùi lại đầu trường rồi. Với cả em sẽ đổi anh thêm này nhá, những cái thép chờ đầu cột này này là anh phải để so le. Đây hiện tại đây là các cái mặt cắt của trên cột này nó sẽ trùng cái điểm nối. Nên bây giờ đến những phương án khắc phục thì anh phải cho nối đê dài ra lên tầm khoảng là nối tầm khoảng 1 mét thì nó mới thành là điểm nối so le được, nó mới đạt ở trong tiêu chuẩn được. Còn bây giờ hiện tại là ở thép chờ cột bây giờ là như thế này là đang bị ấy này. Anh mà nối như thế này là trùng trên một mặt cắt đây này, 100% nằm trên một mặt cắt này. Như thế này là không đúng đâu. Thép chờ cột. Cái này thì các bạn cũng có căn thiết kế nó anh em để so le, cũng căn thiết kế anh em nó để thẳng. Để thẳng thì bây giờ anh mới nối, bây giờ anh nếu mà nối đủ đê của nó điểm nối thì là sẽ bị trùng. Okay, thì hai cây này là anh phải nối vượt đê lên thì nối, chẳng hạn như hai cây này anh nối là 60 đi thì hai cái cây bên này anh phải nối lên tầm khoảng là 1m1 cho đến 1m2 đâm thẳng đây. Như thì điểm nối là của điểm hai cây này nó sẽ nằm ở dưới này, còn hai cây này nó sẽ nằm ở trên này. Cái này trên bản vẽ nó cũng thể hiện rồi ấy. Thì cái này thì là phải còn, nối cho đủ đê thôi. Trên bản vẽ nó cũng thể hiện rồi. Không thép đai thì bây giờ đang đi là A150, hiện tại đây đã chưa được đều lắm đâu, nhưng mà theo như đúng tiêu chuẩn bản vẽ thì là cũng chấp nhận được rồi. Cái này đổ bê tông xong anh cho kiểm tra lại tim cột lại một lần nữa nhé. Sau tổng khoảng bê tông xe mặt thì cho kiểm tra lại giúp em nhé. Rồi, ok. Để cho nó đúng cái tim cột của nó. Về bọn con vừa kiểm tra xong cái sắt thép của nhà mình. Sắt thép của nhà mình thì nó hệ móng băng đơn giản thôi, bởi vì nằm trên cái nền đất nó ổn định. Về cái chiều kích thước của dầm móng này thì nó là 300x500. Nhưng hiện tại con về kiểm tra khi muốn bước vào đây là con nhìn nó đã thấy nó lạ rồi. Bây giờ con thò thước xuống con đo là so với thiết kế bây giờ nó chỉ đạt được có là 25 đến 23 230 250 thôi, còn thiếu hụt đi của con rất là nhiều để mà đạt được cái bề mặt móng là 300. Đấy, bề mặt dầm là 300. Thì là về đến đây có anh Tùng ở đây thì nó gọn yêu cầu luôn anh Tùng cùng với đội ngũ thợ để xử lý luôn. Còn về cái vấn đề đổ bê tông bây giờ mình không đổ được sáng nay, có thể mình lùi lại chiều ngày hôm nay hoặc là có thể là sang sáng ngày mai, làm sao để cho cái phần cốt pha này mình đóng nó phải đảm bảo nhất về đúng cái thiết kế của nó, cái độ phủ nó phải đạt 2,5 từ cái mép này ra để cho nó đạt cái tiêu chuẩn của nó. Thì không thể để là cứ bảo là về thấy thế đóng xong rồi là không nhắc nhở, không nói gì, nhắm mắt cho qua là không được. Đấy, đây là cái trách nhiệm làm việc của bọn con. Thì đấy, cái đợt vừa rồi đây thì là ông cho con hỏi tí là kỹ thuật con có hay thường xuyên có mặt dưới này không hay là vắng mặt liên tục? Nói chung thời gian đầu thì anh Tùng ấy là rất tích cực, có mặt thường xuyên. Vâng. Nhưng mà thời gian gần đây là cứ mấy ngày cũng không thấy có mặt các anh đó. Yeah. Nói thật sự mà nói là như vậy. Thế thì thay mặt gia đình chủ nhà thì cũng xin thưa với lại các cái ban lãnh đạo của như vậy là công ty xây dựng Vạn Phúc Hà Đông. Vâng. Thì qua quá trình ấy là
tìm hiểu và đã có cái nhân duyên với công ty xây dựng. Dạ. Thế thì cũng suốt từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 và đến tận đến bây giờ mới bắt đầu có thể thi công được. Thế cũng do là nguyên nhân nhiều yếu tố lý do, có nghĩa là cũng một phần bận bịu công việc của gia đình. Dạ. Thế nhưng mà sau đó vẫn có sự gắn kết mà kết cục đến ngày hôm nay là như vậy, là đã có những các cái thỏa ước của hai bên, đã có những cái điều mà thống nhất với nhau và đến hôm nay đã làm nên được một cái móng như thế này. Là quan điểm mà cá nhân gia đình tôi thay mặt gia đình như là cũng thấy rằng cái sự quan tâm của các anh em ở trên công ty mà lại hôm nay về kiểm tra lại những cái này là những cái điều mà công trình thì còn nằm ở đây, thế mà cái uy tín thì nó còn rất nhiều, mà bản thân chúng tôi ở đây thì cũng là những cái mà cái dấu ấn, có thể nói là ở cái thôn này là chưa có một cái nhà nào mà làm theo cái kiểu như thế này. Thế thì vậy thì cái cách làm như thế này tôi thấy rằng là có thể nói là cũng có niềm tin. Vâng. Thế do vậy là chúng tôi cũng vậy, cũng hết sức hy vọng vào cái niềm tin của công ty xây dựng này. Vâng. Của các anh các chị. Thế thì cũng mong rằng là những các cái điều gì mà nó chưa đạt thì các anh cũng có những các cái điều thông tin lại để cho các cái ban hoặc là những các cái phòng hoặc là những các cái con người mà để cho như vậy là những các cái vị trí đều có những các cái trách nhiệm, thì tự nhiên cái công việc nó xấu xa nó sẽ hạn chế dần đi, mà cái tốt thì nó sẽ tốt đẹp lên nhiều. Vâng. Thế do vậy là cũng nhân cái buổi hôm nay thì cũng mong rằng là gia đình thì cũng chỉ mong rằng là làm sao đạt được một cái công trình nó vừa đẹp vừa bền mà vừa mang tính chất đấy là tốt nhất. Dạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, thì thay mặt công ty thì qua những cái mà chia sẻ của chú thì bọn con cũng xin tiếp nhận ý kiến và đóng góp của gia đình, thì bọn con sẽ xin đảm bảo cam kết với chú như những gì ở trong hợp đồng và sẽ tiến hành làm sao làm để cho ngôi nhà của mình đúng kỹ thuật nhất và đạt mỹ thuật nhất. Như đây hiện tại là cái việc mà phòng ban con và phòng thanh tra phải làm việc thì là nó theo cái quy định và theo cái lộ trình của trên công ty rồi. Thì ngay cả hôm nay đấy về đây cũng vẫn là trong một hệ thống Mắc Hôm cả, nhưng mà bọn con không có cái dấu hiệu của cái việc gọi là bao che hay là thấy sai mà không nói ra. Rồi đây bọn con là phòng con là hoạt động là độc lập dưới sự kiểm soát của bên chỗ các ban lãnh đạo của công ty, chứ không phải là bị gò bó với cả một các phòng ban nào khác quản lý xuống nữa, nên là khi mà bọn con phát hiện ra lỗi sai thì bọn con cho sửa hết. Đấy thì là sau khi chỉnh sửa xong thì mình có thể tiến hành bê tông tổ bình thường các bác nhé. Dạ vâng. Nào, cảm ơn bác. Nếu như hôm nay mà công trình nhà cô này mà nói chung là nó làm mà nó đảm bảo chất lượng rồi ấy, theo như quy định rồi ấy, thì đổ hôm nay, đổ sáng nay thì ok, không có vấn đề gì. Dạ. Nhưng để đến chiều thì nếu các cháu mà bây giờ phải làm này thì cô muốn là đã phải làm lại thì làm lại cho nó tử tế, cho nó bình tĩnh, để cho nó cả ngày nay làm cho nó đúng quy trình đi. Dạ. Thì sáng mai đổ vào đúng 7:15. Dạ, vậy bây giờ mong muốn của có cô. Được không cháu? Dạ được cô ạ. Thế bây giờ mong muốn của cô là bây giờ đang là gia đình nhà mình có xem ngày xem giờ rồi, đúng không ạ? Là bây giờ là hiện tại bọn cháu về kiểm tra thì nó có một số cái phần mà đang cần phải chỉnh sửa, thì cô đang lo lắng là cái vấn đề là chỉnh sửa này nó sẽ kéo dài sang đầu giờ chiều và cô không muốn để sang đầu giờ chiều đổ, nên cô đang muốn lùi lại đến 7:15 sáng ngày mai. Thì bây giờ cái ưu tiên đầu tiên của bọn con ấy là phải làm sao là chỉnh sửa cho đạt cái vấn đề kỹ thuật đã. Sau cái phần kỹ thuật đó hoàn chỉnh rồi, nếu như mà cái thời gian nó không đáp ứng được cái nhu cầu gia đình thì bọn con sẽ có những cái bàn bạc lại với nhau là có thể đẩy lùi lại giờ cho cô được. Để vào 7:15 sáng ngày mai thì ok cô ạ, không có vấn đề gì. Nếu các cháu cảm thấy mà được thì còn bây giờ thì nó cũng mới có 9:30 thôi. Nếu như mà cái vấn đề mà cốt pha này sửa xong trong tầm khoảng 1 tiếng nữa, sang tầm khoảng 10:00-10:30 vẫn đổ được gì cô? Đổ này thì nó nhanh lắm bởi vì là sử dụng bằng máy mà. Biết rồi. Là cô không ý kiến, cô tưởng là nó quy trình mà nó đã được rồi ấy, thì đổ cũng được không sao. Vâng. Nhưng mà quy trình bây giờ phải làm này để làm vội làm vàng nó không thể đảm bảo được. Nên bây giờ để làm theo đúng quy trình mà các cháu kiểm tra rồi ấy, thì cứ cho cả ngày nay cho thoải mái đi. Vâng, rồi sáng mai 7:15 thì ta đổ không sao. Dạ. Để cho nó đảm bảo chất lượng. Dạ, vâng. Gia đình đỡ áy náy. Vâng, mà vâng. Bản thân các cháu cũng đỡ áy náy. Dạ vâng. Đúng không? Vâng.
Vậy cháu sẽ bàn bạc lại với anh Tùng nhé. Xong có gì thì là nếu như mà chẳng hạn nếu nó xong sớm ấy mà cháu nghiệm thu được ấy, đạt chất lượng ấy thì là cháu có thể tiến hành cho đổ sáng nay luôn được. Thì còn nếu như mà bọn cháu bây giờ bọn cháu vẫn ở đây đợi xong cái số lượng mà cái này sửa nhanh lên mà tổng khoảng 6-7 các bác là sửa, bởi vì cái này cô này nó chỉ có mỗi là cái gông, cái bề mặt của cái thằng dầm này nó lên thành là từ 250 lên 300 thôi, mình chỉ cần nới cái đinh gông này ra mình dùng sờ cày mình bảy nha để cho đạt lò. Ok được cô ạ, không vấn đề gì. Okay. Dạ vâng. Sợ các cháu về. Cô yên tâm, bọn cháu vẫn ở đây. Rồi, nhá. Được, dạ. Được, còn đến lúc nào mà cảm thấy ổn rồi cháu bắt đầu cháu đi thì cháu sẽ chào cô, cháu sẽ thông báo lại với cô chú. Rồi, dạ, vâng ạ. Dạ. Nha. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng cạnh chú Thành ạ, chính là chủ đầu tư công trình của chúng ta trong ngày hôm nay. Cháu chú ạ. À. Ngày hôm nay thì cháu có được dịp theo chân đội ngũ thanh tra về trực tiếp kiểm tra kiểm soát được công trình nhà mình đấy ạ. Thì cháu cũng có một số câu hỏi muốn hỏi chú được không ạ? Vâng, được. Câu đầu tiên đó chính là vì sao mà gia đình mình lại biết đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công ạ? Vâng, việc này thì cũng báo cáo với các vị ở trong công ty xây dựng Vạn Phúc Hà Đông. Dạ. Thì do quá trình mà con trai của tôi dạ. hiện nay đang làm việc và công tác tại đất nước Hàn Quốc. Thế thì cũng là cái nhân duyên của anh em bạn bè thân thiện mà người ta giới thiệu. Như vậy là có một cái công ty, vì là đáng lẽ là như thông thường thì ở dân quê chúng tôi đây thì có nghĩa là cứ mình chỉ cần gọi ông chủ thợ xây đến. Thế xong rồi là cần những vật liệu gì là chúng tôi ở dân nông thôn đây là cứ gọi về để làm. Thế nhưng mà cũng là những cái mà con chúng tôi nó cũng lại thương bố thương mẹ. Dạ. Thế thì các con nó bảo thôi, bố mẹ không phải lo, việc này là chúng con sẽ lo toàn bộ, thu xếp để cho như vậy là các cái việc đuổi theo công việc là bố mẹ cho nó nhàn đỡ. Dạ. Thế thì anh em bạn bè có giới thiệu là công ty xây dựng Vạn Phúc Hà Đông là một cái công ty mà đã có uy tín của đất nước Việt Nam ta. Thế thì vậy thì cũng là những cái mà cái nhân duyên dẫn con tôi đến và đồng thời là cũng là cái nhân duyên kết nối từ anh em thiết kế bản vẽ cho đến thi công công trình. Thì phải nói rằng là cũng đến nay mà nói là cũng hết sức là tốt đẹp, mặc dù hôm nay là cũng chỉ sai sót một số chi tiết cũng rất nhỏ thôi, nhưng mà chắc là tôi cũng nghĩ là khắc phục cũng nhanh thôi, không có vấn đề gì. Dạ vâng. Thế có nghĩa rằng là đây là một cái công trình mà do anh con trai của bác có tìm hiểu qua đúng không ạ? Dạ. Sau đó thì đã liên hệ với công ty và cũng muốn là cho bố mẹ có thể là nhàn hơn, nên là đã lựa chọn cái dịch vụ chính là thi công trọn gói luôn. Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì ngày hôm nay nhá, thì khi đội ngũ của bên cháu về kiểm tra đấy ạ, và bác có thấy không ạ, là bên cháu thì có bất kỳ một cái vấn đề gì sai sót thì bên cháu cũng đều có chỉ ra, sau đó thì cho đội ngũ khắc phục luôn. Chứ bên cháu này nếu như mà trong một số, ví dụ là nếu người ta hay nói là cùng một công ty thì đấy, nếu mà có cái trường hợp về sai sót thì có thể là giấu nhẹm đi đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay bác có thể thấy không ạ, là hôm nay đội ngũ thanh tra về trực tiếp kiểm tra này, có sai sót chỉ bảo luôn, sau đó thì sửa đổi luôn. Vậy thì bác có cảm thấy như thế nào về cái trường hợp này? Bác thì bác cũng chứng kiến từ đầu rồi. Dạ. Nói chung cũng một hai chi tiết nhưng mà có thể nói là cũng giải quyết được luôn. Dạ. Sai sót hẳn hoi nhưng mà có thể là khắc phục được luôn. Vâng. Là cũng đã qua rồi chứ không phải là buổi hôm nay. Dạ. Thế nhưng mà với cái tốc độ như thế này và với cái cách làm việc như thế này thì bác tin rằng là cái công ty của các cháu là có thể có đà phát triển lên, bởi vì cái niềm tin này đối với bác là bác thấy là chưa có cái điều gì ẩn khuất cho những cái công việc thiếu khuyết mà được nấp đi cả. Dạ. Do vậy là quan điểm của bác là thấy có thể chấp nhận được. Dạ vâng. Bởi vì là đội ngũ thanh tra của bên cháu ấy sẽ là một trong những đội ngũ mà độc lập luôn ạ. Dạ. Sẽ là trực tiếp từ bên tổng công ty điều phối về đây để có thể là kiểm tra công trình và giám sát khách hàng. Thì bên cháu thì sẽ là một trong những người mà đứng về phía của vị trí khách hàng ạ. Làm sao để kiểm tra cho khách hàng và sau này thì sẽ có một cái công trình mà nó hoàn hảo nhất. Chính vì vậy mà bên công ty bên cháu thì hiện tại thì trong đối với những công trình thi công trọn gói đấy ạ, thì khách hàng có phản ánh và đánh giá rất là tốt. Dạ, và ngày hôm nay thì khi về đây thì cháu cũng rất là cảm ơn bác và gia đình thì cũng đã có một cái đánh giá cũng khá là tốt về công ty. Vậy thì cháu bây giờ thì bây giờ bác là một trong những người chủ đầu tư đi, cháu cũng có một số câu hỏi từ quý vị khách hàng, những người mà người ta chưa có thi công đấy ạ.
người ta đang thắc mắc phân vân, đó chính là đối với những công trình thi công chọn gói như thế này thì khi mà các vật tư vật liệu đưa vào công trình đấy ạ, thì gia đình mình có được trực tiếp kiểm tra không bác? Thì nói chung về kinh nghiệm mà nói thì gia đình cũng chỉ có một số người người ta biết, thì người ta cũng nhắc, người ta nói là cái sắt là nó phải như thế nào, hoặc là cái vật liệu cát đá xi măng là nó phải như thế nào. Thế còn thì về chuyên sâu thì thật ra mà nói là cũng không tìm hiểu kỹ lắm đâu. Thế do vậy là về cái chất lượng công trình thì cũng mong rằng là công ty làm thế nào mà để cho cái công trình nó không những là cái công trình của tôi nó được tốt mà nó được bền đẹp, và để cho khách hàng người ta nhìn thấy cái đó để cho người ta cũng lấy niềm tin, rồi để nay mai cũng nhiều nơi có thể phát triển thêm từ cái cách làm như thế này. Dạ vâng. Vậy thì cháu cũng xin bổ sung thêm một chút, đó chính là tất cả các cái vật tư vật liệu ở bên cháu đưa vào công trình nhá. Thì thứ nhất là sẽ qua một cái bên kỹ thuật rồi, người ta kiểm tra rồi. Thứ hai là bên cháu cũng có gọi chủ nhà đến và có thể là kiểm tra đây, đưa những vật liệu này vào công trình. Đó, thì một số những vật liệu thì sẽ đều được cam kết đúng trên cái bản hợp đồng thi công chọn gói đã cùng với ký hợp cùng với lại khách hàng đấy ạ. Nên là quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm quý vị. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Vâng. Quý vị thân mến, và cuộc chia sẻ vừa rồi thì cũng đã chính thức kết lại chương trình này. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công chọn gói ạ, vui lòng liên hệ các số hotline của Mark Home để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.